rất là vui khi mà được nhìn thấy các bạn khán giả tới đỉnh đỉnh. Hy vọng là năm nay mọi người sẽ tiếp tục tham gia và quay trở lại với tình huống giao tranh ở trong trận đấu này. The Expendable một lần nữa đi cả các đội tuyển khác, và lần nào mà họ đụng độ với đối phương thì thường vẫn cáo vẫn sẽ dành cho TE. Nhưng lần này một tình huống di chuyển xe có vẻ như là hơi ẩu đến từ Tần Vũ đã khiến anh ta phải nằm lại. Và những người đồng đội trong cùng màu áo sẽ cần phải làm mọi cách để có thể confirm điểm kỳ ôi quả nét trước đó đã có, và để xem là mọi thứ nó có diễn ra suôn sẻ thành của TE không đây. Vâng, một tình huống mà khẩu AKM của vị trí anh chàng Đức Hiếu còn lại đúng 19 viên. Và đó là bắn X4 từng viên đạn táp, một phải nói là đội bên phía team Tailu, những tình huống giao tranh này họ đang quá mạnh. Và quả đét trước mặt Dale Will không thể nào sủi được, đây là một khẩu Tommy Gun. Nhưng chừng đó thôi là đủ rồi, ba người bên phía team TE đã bị knock out. Có vẻ như lần này chúng ta cà vào đúng người hơi lực thì phải, đó lại chính là Tailu. Thật ra thì chúng ta không yếu hơn Tailu đâu. Vâng, những tình huống ném nết phải nói rằng vừa chuẩn tham minh, quả nét vừa chạm tới chân cái là y rằng Đức Hiếu bay màu luôn. Ôi, Tam Tất Phi chuyển thẳng vào vị trí của Falcon, và đó là top 16 của TE. Gần như là không muốn bỏ qua, và rõ ràng 17 Gaming mất đi lưu gốc thì họ vẫn đang có tình huống kê lại đến X-Bay. Còn phía bên này thì Genji đang vã nhau với cả Pero rồi, và Easy là người đầu tiên phải nằm xuống. Với tình huống thủ nhà rất lâu thì bây giờ phía Genji đã bị tổn thất, Easy cũng ra đi luôn, nhưng Mew vừa bị knock out. Liệu rằng đội hình Genji có cho mình cơ hội không đây? Temin, Bio không quá khỏe máu trong pha thiếu này, cố gắng confirm một điểm kill. Có vẻ là khá ổn với đội hình team Genji. Và tình thế lại đưa về đó là 3v3. Nhưng nét được stack ra, hai quả nét được trả nó không quá chuẩn xác đâu, khi Temin ngay lập tức đã né đi rồi. Hơi thiếu lực đến từ bộ đội bên phía team Pero. Nhưng phía này thì tham minh là tốt đến cùi 71. Check lại góc không thành công đến từ Extreme. Lại là 2-2, thấy các mặt liên tiếp thiết lập, nhưng chỉ có đó là Pio mà thôi. Một góc bắn tầm xa thế này, Pio cover đồng đội kiểu gì đây? Falcon cũng đang góp đam sang, và khả năng cao Genji sắp dừng chân ở top tiếp theo. Nhưng ở trong một cái tình thế khó đến như thế này, khi ở Patrick World có tận 3 thành viên và Pio còn đang bị nhắm tới bởi những đội tuyển khác, kiểu nhìn vào hiện thực là phũ phàng quá, đôi khi muốn quên đi nhưng không được. Pio quá khó khăn ở phía này thì Sonic vẫn đang sinh tồn được. Hanwil mở cánh, sấy làm tốt đến từ vị trí của Hanwil, và đó double knock vào dành Hanwil. 17 Gaming đã rất cố gắng với chúng cam lại khu vực nhà của bên phía team Sonic rồi, nhưng trông có vẻ như vẫn là quá khó dành họ. X-Bay sẽ có một tình huống 1v4 sớm thôi, một góc knock an toàn đến từ vị trí của Mim. Đây là một tình huống đã cầm trên tay một quả flash, đoán được ra rồi. Và đội hình bên phía team 17 Gaming sẽ làm gì đây? Ui, X-Bay thôi xong rồi, bị lùa ra và đó dấu chấm hết thành X-Bay. 17 Gaming top 15. Mà lần này thì không biết rằng sẽ như thế nào. Ui, di chuyển thẳng vào nơi đang có bộ đôi bên phía team Luminosity Gaming. Nhưng khu vực nhà này chỉ có Snaker mà thôi. Đây rồi, một cú bốc vào Snaker, nhưng không kịp để confirm. Chọn một miếng ăn rất vừa miếng đến đội hình bên phía team Titan Fire. Tất cả chỉ dừng lại tùng knock out, chưa mất ai cả. Flood thì đang rất xa người đồng đội của mình và cũng không còn đồng đội nữa rồi. Snaker cũng ra đi luôn. Và Luminosity Gaming với một hướng chia người 2-2 như này phải bỏ thôi. Giờ không biết là có xuống đến lúc nào đến tức thay vì Luminosity Gaming nữa đây. Khi bản thân các thành viên ở trong đội cũng đã có những chia sẻ là họ đang rất chốc rồi. Quay trở lại với Pero, một quả nết cẩu đẹp và một tình huống bớt với khẩu AUG là cực kỳ hiệu quả của anh chàng Summer. DK đang không ở một thế sẵn sàng cho pha giao tranh. Họ vẫn đang ao bo, và muốn vào bo thì lại còn phải đủ đèo. Trước mặt có các thành viên của Patrick Corot cũng đang rất cần điểm khi vị trí hiện tại của họ đang là một cái top 12. Và để xem là DK họ sẽ vượt qua Patrick Corot bằng phương án nào. Cá nhân mình thì mình đang không thấy nhiều cơ hội dành cho D plus Kia, khi mà bản thân họ cũng đang không phải là một đội tuyển có điểm rơi phong độ cao. Là đội tuyển đang xếp hạng 16 và có khi game thế này vẫn là khó. Còn trong cái đó Tailu, ui hãy nhìn xem một cơn mưa. Đó là Red Zone thành đội hình bên phía team Falcon. Quá khó rồi. Nét rồi sau đó thêm cả tiếng sấy AKM đến từ team của Shen nữa. Và đó là bản hợp đồng mang tên Shen của bên phía team Tailu. Player người Malaysia duy nhất trong đội hình các thành viên bên phía team Tailu. Xung quanh toàn là người Trung thôi, nhưng anh bắn vẫn gần như quá kinh khủng. Cảm giác Shen của hợp đất ý. Tailu ngày xưa nhá, luôn luôn muốn cho một cái đội tuyển của họ là chỉ thuần những đội tuyển đến từ Trung Quốc. Đúng. Những player đến từ Trung Quốc. Nhưng mà khi thấy vị trí của Sen quá ngon rồi, thực sự là không thể bỏ được. Nhưng vừa nói đến Sen thôi thì Sen đi luôn. Không nên khen. Lỗi tôi. Đội hình của Patrick Corot cũng đang nhận phải một chút những sự khó khăn khi mà Summer vừa mới lên xe đang muốn sủi cùng với Islap thì bị các thành viên của FaZe khai thác từ tầm xa. Một khẩu K98 đến từ anh chàng Butch, và bây giờ đổ sang A32 được thể sấy với.
nhưng U71 vẫn đang sinh tồn được nửa cây máu còn lại đến từ U71. Anh ta đang cố gắng tự biến bản thân mình thành một cái miếng mồi để giúp cho Islap cũng như là Summer có thêm thời gian và phạm vi đứng để di chuyển. Nhưng Kureshi lại xuất hiện và U71 bay màu rồi. D+ Kia cũng đang ở trong hoàn cảnh không hề dễ chịu hơn với cái thằng biệt Patrick Cross là bao. Islap Summer sẽ là hai người sống sót cuối cùng. Còn với D+ Kia thì đó là anh chàng Miruda. Miruda đang cố gắng nên ra an toàn. Và có vẻ Islap nói không, lại là nhảy bắn đến Islap. Vâng. Vòng bo phây thi đấu này đã là quá đau rồi và gần như góc đứng của đội hình Pero cũng chả còn bao nhiêu nữa. Và Summer cũng là người ra đi luôn. Luminosity Gaming sau khi có được 2 điểm kill đến từ Flood thì bây giờ họ đang tiếp tục là khó khăn. Relo, Flood sẽ làm gì đây? Lên xe và chạy đi. Ôi, luôn cái gì đấy? Ui, đúng lúc muốn lên xe thì đồng đội lại là người đâm vào vị trí của anh chàng Relo. Và đây sẽ là cơ hội gọi tên đội hình team Tailu và tự đội hình bên phía team Luminosity Gaming làm khó chính bản thân mình. Khả năng cao là sắp hết tới nơi rồi. Không thể tin được trong tình huống vừa rồi. Bạn thân ơi, duyên số sinh ra chúng mình. Lúc cần bạn cứu tôi nhất thì bạn lại đâm thẳng vào người tôi ạ. Bình thường ở ngoài đời chúng ta sợ đâm sau lưng thôi. Trong game này có sợ đâm cả trước mặt. Đâm trực diện luôn đến từ bên phía team Luminosity Gaming. Và bây giờ cuối cùng thì may mắn thay LG vẫn có cho mình khu nhà vệ sinh. Nhưng với Pero thì vẫn đang là sự cố gắng. Những X-Lab tất cả chỉ kéo thêm được một player bên phía team Tailu. Nó tạo tiền đề cho họ được phép nhìn vào các đội tuyển khác có rất nhiều info và cũng sẽ có cơ hội để có quá nhiều điểm kill. Severus Esports đây sẽ là một thử thách lớn dành cho chúng ta và để xem là Severus sẽ xử lý ra sao đây. Quay trở lại với The Dragon Fight, Sonic đây đang là liên tiếp điểm kill dành cho đại diện đến cuộc Thái Lan. Và chỉ trong một giây, Sonic bay màu top 10 dành cho tinh của tơ với những đồng đội. Nhưng còn đó là Danawa, còn đó là Na'Vi và các thành viên của The Dragon Fight vẫn chưa cảm thấy thở phào nhẹ nhõm. Họ bắt được vị trí anh chàng Seoul nhưng vẫn đang mất thời gian để có thể cứu lại được Thanadon. Đối phương cũng quá nhiều flash đi. Và lần này thì thôi xong rồi, Danawa không thể nào thủ được đến từ Idonic. Loki knock 1 và cũng ra đi luôn. Chỉ còn lại với Salute. Đội hình bên phía team Titan Fight cũng liên tiếp để mất người. Và đây sẽ là cái top 9 dành tên đội hình bên phía team Luminosity Gaming. Còn với thì Titan Fight quá khó. Tailu hai người cũng không còn ai cả. Na'Vi góc bắn là đẹp. Họ cứ thế chờ đợi đội hình Tailu di chuyển tới mà thôi. Seth đang có trong tầm nhìn về phía đội hình bên phía team. Đó là Titan Fight. Nhưng tiếc thay đã mất đi Hải Saki rồi. Khẩu ốp không còn nữa và đây sẽ là tiếng trả đồ đến đối phương. Rất khó những bộ đôi bên phía team Severus Esports. Như đã nói, hành trình di chuyển bo của chúng ta là không dễ một chút nào cả. Khi đây là một vòng bo ngược hoàn toàn với góc đứng của Severus. Và đang bắt đầu phải trả đồ đến từ Himas cũng như là đồng đội để có thể đi xa hơn. Họ bắt được vào Salute và Himas tiếp tục ghi điểm thêm lần nữa. Top 6 dành cho các thành viên của Danawa. Nhưng Cerberus không biết là quyết định những cái tính toán đến từ Cerberus Esports sẽ là ra sao đây. Nhìn qua về lượng trang bị, chúng ta có lại đúng một quả sốc duy nhất trên người của Đức Mỹ. Và bây giờ thì đây, Trent đang muốn làm mẫu rồi, làm mẫu thì muốn đi thẳng bên trong vòng bò khó đến như thế này để xem là đội hình đấy Trent sẽ sinh tồn ra sao. Khi mà question mark bắn vào là quá sát và phù chiêu đã bay màu. Cặp đôi còn lại của đây, Trent đã tạm thời có mặt bên dưới khu vực chân đồi. Và họ có thể cộng sinh được với thành viên của FaZe Clan cũng như là Na'Vi khuất đi tầm bắn của đối phương. Và đối thủ duy nhất họ cần phải quan ngại bây giờ là Cerberus Esports thì chúng ta cũng chỉ còn một. Khi mà Himat đã ăn phải một viên đạn K98 từ phía của FaZe Clan. Giờ kịch bản đẹp nhất là Cerberus Esports đó là question mark tham gia trong cuộc chiến này. Cuộc chiến của Na'Vi FaZe Clan thì cơ hội sẽ được mở ra. Himat đã làm rồi, 3 thành viên của Na'Vi, 4 thành viên của Na'Vi đều nằm. FaZe Clan lại tiếp tục đem đến phong độ hủy diệt trong trận thi đấu thứ hai. Như không thể nào vào bo được rồi. Lên xe phi vào thì gần như nó sẽ là câu chuyện tự sát đến Đức Mỹ. Vẫn đang là áo bò nhà, đầy trên cái mình mất một người. Đây liệu rằng có phải là cơ hội dành cho Cerberus Esports? Biết rằng chúng ta đã vào cho mình một cái thứ hạng có cho mình điểm hạng rồi. Nhưng mà đúng là vòng bò của Mirama nó bị cái gì ấy. Không hề ủng hộ cho đại diện đến Việt Nam chúng ta một chút nào cả. Quá khó thở, thật sự là quá khó thở. Nhưng góc đứng ở trên high ground là một góc đứng quá đẹp đi. Jimzy được cài xuống phía bên dưới và đây sẽ được bắn quá cháy máy đến đội FaZe Clan. Jimzy lại lên tiếng rồi, ngay lập tức confirm cho anh chàng Phil First. Đội hình bên phía team question mark chỉ còn lại 3 người. Và nào, tiếp tục là di chuyển, không có info thì công như là cũng không có cơ hội gì Dante. Khả năng cao FaZe Clan đem về cho mình hai cái top 1 liên tiếp tại map thi đấu Mirama là quá lớn đi. Wow. Nhưng tình huống slap sau đó đổi súng là rất hiệu quả đến từ Fake và chỉ còn lại đúng Bestolock thôi. Còn để cầm cự được bên trong cái nhà vệ sinh này thì có lẽ là mai top 1 được. Và đúng, hai lần ăn gà liên tiếp dành cho FaZe Clan đã tới và cả hai lần ăn gà họ đều có được cho mình một số lượng điểm kill thực sự khổng lồ.